Thấy anh em vô đơn vị này là phải ghi trong lòng mấy chữ coi như chết rồi. Đó không thể nghĩ là mình sẽ sống để mà phải quay về. Như vậy là xác định là mình chết lúc nào thôi. Tất cả cái gì mình làm được thì mình làm, chứ còn không có nghĩ tới chết. Chết một lần chứ không chết hai lần. Nếu mà chết vinh hơn là sống nhục. Ta chấp nhận đi vào đội ngũ và sẵn sàng hy sinh. Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược là một công trình lịch sử văn hóa tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn gia định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đền được xây dựng trên một vùng đất rộng 7 hectare trong quần thể của khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Trong kháng chiến chống Mỹ, Củ Chi được mệnh danh là vùng đất thép bởi vị trí quan trọng mang tính sống còn với cả hai phía, ta và địch. Vì tụi nó thường hay nói với nhau là Củ Chi còn, Sài Gòn mất. Mà các đơn vị đoàn thể học sinh công đoàn gì nó cũng hay lấy cái Phú Hòa Đông nó trụ đó, mà tụi này cũng ở đó. Nào bom đạn xé bên tai, rồi địch kia là giường bố bộ vây giáp, chứ không phải là để cho mình ngồi im. Cho nên là vừa phải chui dưới lòng địa đạo mà vừa làm thì vẫn phải trụ lại để mà nối cái liên lạc giữa Phạm Xuân Ẩn với lại ở trên Trung ương. Ngoài át chủ bài của lưới là ông Phạm Xuân Ẩn, với vỏ bọc là phóng viên, các giao liên tuyến nội đô và sống hợp pháp trong các ấp chiến lược, thì lực lượng tại xã Phú Hòa Đông luôn là đông nhất. Đây là lực lượng giao thông vũ trang trong khu du kích, có nhiệm vụ vận chuyển các chỉ thị từ căn cứ vào ấp chiến lược và nhận tài liệu báo cáo từ trong thành của các điệp viên. Họ cũng là những người trực tiếp chiến đấu, chống càn để bảo vệ căn cứ, nơi có điện đài vô tuyến. Những chỉ thị yêu cầu của phòng tình báo miền được cơ yếu ở đây dịch ra vì có mật mã. Cũng có tin tình báo của nó biết rằng cụm tình báo ở đó, rồi có các cái đoàn thể của thành phố cũng lấy căn cứ ở đó. Ở không khi nào quá 15 người, nhưng mà hãy chết thì chết bổ sung xuống, chết trên bổ sung xuống, thì thành ra cái quân số tất trước sau cộng lại là 45. Hồi đó kể như anh em ở chung với tôi là kể như 20 người mà chết cái số cội hay còn có mình tôi sống. Ông Trần Văn Phương, hay còn gọi là Tám Phương, một người con của đất thép Củ Chi, đã cùng người anh và người em trai trong gia đình tham gia vào lực lượng giao thông vũ trang của cụm H63 với một tâm thế bước qua được sự sợ hãi của cái chết để chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Ông cũng là một trong ba người của tổ vũ trang thuộc cụm H63 đánh Mỹ trong địa đạo. Thời điểm năm 1966, khi sư đoàn 25 bộ binh Mỹ có tên Tia Chớp Nhiệt Đới đóng quân tại căn cứ Đồng Xu, chúng luôn tổ chức các cuộc càn quét để tìm kiếm các khu vực đóng quân cũng như nơi có điện đài vô tuyến của ta hoạt động. Mỹ đã đưa đến đây đội quân chuột cống chuyên đánh đường hầm để đối phó với các chiến sĩ biệt động và du kích xuất quỷ nhập thần từ dưới địa đạo Củ Chi. Tám Phương khi đó có nhiệm vụ chỉ huy tốt 3 người giữ căn cứ, dựa vào địa đạo mà đánh giặc. Khi nó vô nó càng nó làm dữ lắm, mà nó ở trên nó xịt thuốc đó, thì mình chết hết. Ở trên nó xịt thuốc độc thì tiêu, chứ mà mày xuống đây thì mày chết chứ tao không có chết đâu. Địa đạo là kể như quánh chết ba thằng xung phong xuống lấy khẩu súng lục, bị lúc đó mình mê súng lục, quánh mấy này phải lấy súng lục mới được. Đơn vị tôi là cái đơn vị Việt Mỹ đầu tiên ở trong địa đạo.
dưới mưa bom bão đạn của địch, vừa thực hiện nhiệm vụ được sao với chiến đấu chống lại các trận càn của Mỹ, Ngụy. Nhân dân tại xã Phú Hòa Đông đã là điểm tựa cả về tinh thần và vật chất cho các tình báo viên, sao liên khi đóng quân tại đó. Hầu đó ông Tư Can đủ ở đây làm ruộng, cái biết có lúa, có gạo, biết nấu cơm. Nấu cơm rồi cái ở ngoài biển đâu có dám vô. Cái nấu cơm chín rồi xong mà ngoại biểu ngoại ra kêu. Kêu ông Tư Can thì đông lắm. Nó cũng 7-8 người vô ăn, ăn rồi đi trở ra chứ không có dám ở trong này. Ngôi nhà này trong giai đoạn những năm 1960 đã từng là địa chỉ đỏ của cách mạng. Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mật đã cùng với chồng con không chỉ tiếp tế đồ ăn bao bọc cho các chiến sĩ tình báo liên lạc mà còn trực tiếp tham gia làm giao liên cho cụm H63. Cái lòng dân rất là ủng hộ cách mạng, nhờ đó mà tồn tại được, chứ không làm sao mà tồn tại được. Cũng như tôi hào đó, tôi bị lộ, cái tôi về tới Củ Chi, tới Hóc Môn, cái tôi nhờ cũng với chị ở gần nhà, tôi nhờ đưa tài liệu về cho bị trên Phú Hòa Đông thì nó đang kiếm tôi. Nên tôi không có về được, rồi tôi mới đưa tài liệu, tôi nói sao được về, chị đem cái này về ở gia đình dùm đi, rồi nói với chị ba có ai đến đó, thì gửi lại cho người ta. Lực lượng giao thông vũ trang luôn duy trì quân số khoảng 10 người, sống cả ngày trong địa đạo Củ Chi ở khúc gần nhất, sát với địa đạo của ấp chiến lược Phú Hòa Đông. Họ cũng là lực lượng bị địch bắt và hy sinh nhiều nhất. Phải chung vô ấp chiến lược, khi mà để truyền đạt những cái của trên xuống, rồi lấy báo cáo của Phạm Xuân Ẩn, tài liệu gì đó đưa về. Và ra đó thì hay bị cái dòng mìn Claymore của giặc. Chiến sĩ tôi hy sinh nhiều là bị cái mìn định hướng đó. Con trai của mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mật, liệt sĩ Nguyễn Văn Bờ, tức Sáu Ẩn, giao liên H63, đã hy sinh khi bị trúng mìn của địch trong một chuyến công tác cùng với cụm trưởng Tư Cang. Thấy nó muôn hấp hối rồi, máu ra nhiều quá, để nó lên cái gò chòi tương đối cao, thì để đó nó kêu mình lại, nó anh Tư rồi, lát anh về rồi đừng nói má tôi là tôi chết nha anh Tư. Thôi má tôi chết, ba buồn lắm. Cuối cùng rồi cái ẩn chết ba cũng biết. Mấy cái đứa mà đi chung á, như Mộc rồi với Phạm Phương đồ nói nhau các bạn nghe. Ba buồn, ba khóc riết, hai mắt mù khói đường. Địa thế này làm sao mà tôn xuống cái bậc này đi. Bà Nguyễn Thị Xe, hay còn gọi là Tư Xe, con gái của bà Mật, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Bờ, năm nay đã ngoài 90 tuổi, là giao liên của H63. Bà Tư Xe bị địch bắt vào năm 1972 khi mua và vận chuyển một cái đài Sony đặc biệt để chuyển vào căn cứ cho các kỹ thuật viên hoán cải thành thiết bị truyền tin. Quấn hồi quá trời quá đất á. Chịu không có khai. Một dây điện hai lỗ tai ngoài này quay té xuống. Cái dậy hỏa nữa mà nó không biết gì hết. Thì thực sự người ta là những cái người rất là bình dân, người làm ruộng. Họ nhìn thấy trước mắt họ là cái câu chuyện mà diệm nó tàn sát, cái câu chuyện đó trên họ làm thì xuất phát từ một cái là nhận thức rất là đơn giản ban đầu thôi, tức là những câu chuyện thôi, mình phải đi vào thôi. Mình phải đi thôi. Với một câu nói giản đơn như vậy, nhưng tâm đã quyết, tư tưởng đã vững vàng, họ đã cùng nhau bước vào cuộc chiến mà không nghĩ tới ngày về. Ông Nguyễn Văn Tàu, hay còn gọi là Tư Cang, cụm trưởng của H63, không chỉ là một người chỉ huy bản lĩnh, người chiến sĩ tình báo quả cảm, mà ông đã luôn là tấm gương về đức hy sinh, nghĩa tình vẹn toàn trước sau như một.
Với 96 năm tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, Đại tá Nguyễn Văn Tàu đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ông già Nam Bộ đã sống gần qua một thế kỷ luôn nói rằng: ông rất thích được làm thầy giáo để dạy học. Nếu không có chiến tranh, với tố chất thông minh học giỏi, cựu học sinh trường Pê Chút Trường Vĩnh Ký ngày nào có thể tiếp tục học lên rồi làm nghề gõ đầu trẻ. Cái tư cách đồng chí Nguyễn Văn Tàu đã trực tiếp vào nội đô Sài Gòn hàng tháng trời để củng cố lại lực lượng giao thông, rồi là bám sát để chỉ đạo. Luôn luôn là tôi chiến đấu cùng với anh em. Và khi ở trên biểu tư cách hãy vô thành, thì tôi cởi áo, tôi thay đồ, tôi vô thành. Thành ra anh em thấy mình ở trên chỉ thị mình vô, mà trên kêu ra mình ra. Luôn luôn cái tinh thần kỷ luật. Bởi vì tôi nói rằng nếu mà mình không chấp hành tốt kỷ luật thì anh em dư nó không. Một là cái giáo dục bằng chi bộ, bằng chính trị ở dưới hầm thường hay sinh hoạt với nhau. Hai là nó coi cái gương của người thủ trưởng có dám chịu chết hay không. Ông là trưởng mà, họ chạy luôn. Cái bàn đạp đó, lúc ông ở dưới này là ông móc giao thông ở trong đem ra, rồi đem ra rồi đem về tỉnh. Là quà mình với anh em, lúc ca cái bài ca mà hột muối chia đôi, à, cơm dắt bẻ người miếng, anh đó tôi đó, anh no tôi no. Sống trong lòng địch, ngày đêm đương đầu với kẻ thù, phẩm chất bản lĩnh của một người chỉ huy càng được tôi rèn. Lòng trung thành với đảng, với tổ quốc, với con đường mình đã lựa chọn càng được bộc lộ và kiểm chứng. Chắc chắn là mình có thể phải hy sinh, chấp nhận cái đó một cách rất vui vẻ và rất lạc quan. Chứ còn đâu phải lúc nào cũng khư khư giữ cái gói thuốc độc trong mình để sẵn sàng uống. Làm vậy nó không có sáng kiến. Làm vậy là nếu mà suy cho cùng thì mình, thấy không, như thủ tiêu chiến đấu. Nỗi nguy hiểm thường gặp của các điệp viên là liên lạc viên có thể bị bắt giữ cùng tài liệu. Tài liệu không chỉ là tin tức mật, tài liệu chính là điệp viên. Mất tài liệu là mất điệp viên. Mất tài liệu là gián tiếp vô hiệu hóa điệp viên. Là khi mất tài liệu thì có một nguy cơ là địch nó phát hiện ra rằng mình đã mất cái tài liệu này, và theo cái cách phân tích khoanh vùng phát hiện ra và tiến tới là vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa, tôi dùng từ vô hiệu hóa vì nó có hai góc độ. Một, đơn giản là nó bắt luôn. Cách thứ hai là nó biết rồi, nó vẫn để ông ở đấy và nó cung cấp tài liệu giả cho ông dùng. Và cái đấy mới đăng. Anh em được giáo dục về cái tài liệu dữ lắm. Bởi vì từ cái tài liệu đó giặc sẽ moi ra xuất xứ tài liệu và có thể đi tới người cán bộ. Thành ra chết sống gì cũng phải bảo vệ tài liệu. Như một cái tài liệu bị lộ bất cứ điểm nào thì địch có thể tìm ngược trở lại, phát hiện ra những cái nguồn gốc của tin tức và phát hiện ra cái cơ quan của chúng ta. Tôi với ổng phải giữ cho bí mật. Nếu tôi bể là ổng bị bắt chết làm sao. Giao liên tình báo Nguyễn Văn Thương, hay còn gọi là Hai Thương, mũi trưởng mũi giao liên, trinh sát của cụm H63, đã bị địch bắt cho một lần đi nhận tài liệu của Phạm Xuân Ẩn và bị CIA cưa chân nhiều lần trong lúc địch tra tấn. Chứ Hai Thương là mũi trưởng của mũi là giao liên, có trinh sát đó, của cụm đó. Hồi đó anh phụ trách cái mũi đó thì không may là phát hiện, địch đã phát hiện xa lưới, mà đồng chí rất là trung kiên để mà bảo vệ cái vấn đề tài liệu đó an toàn. Ba mẹ con này là con trai lớn nè, cái này lan nè. Ông chịu chấp nhận là hy sinh, ông tính hy sinh thôi, chứ ông cũng không có về rồi gặp lại đồng đội, đồng chí hay gặp lại gia đình hết. Đất cửa sát, mưa bắt bật chân, lần thứ hai đất cửa sát chỗ này. Vậy lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu thì đã cưa sát cái hang. Thì cái chữ tôi đã hơi suy nghĩ một chút. Nói công bằng mà nói, nó có suy nghĩ. Mình về rồi là sao đây? Đồng đội mình, vợ con mình như thế nào đây?
thấm nhuần tư tưởng và lời căn dặn của người cụm trưởng, coi như chết rồi. Thành viên của các tuyến giao liên đều vượt lên sự sợ hãi, cái chết cận kề, đeo bám, bằng mọi giá bảo vệ tài liệu, bảo vệ sự an toàn của Phạm Xuân Ẩn, sự tồn tại của mạng lưới. Nếu như ta ôm một quả bom ba càng lao lên chết thì cái khó nhất ấy là cái lúc ôm lên và lao lên. Nhưng tình báo lại không thế. Tình báo mà nếu chết thì phải chết từ từ. Như đồng chí Hai Trung hàng ngày vẫn về nhà, vẫn viết mực mật, vẫn nghiên cứu tài liệu và vẫn nguy cơ bắt. Ông ấy xác định cái bà ấy là bị bắt bất kể lúc nào. Đấy mới kinh. Thì H63 từ cụm Tư Cang trở xuống đều như vậy cả. Cái đấy mới khiếp. Nó không phải chỉ một lần mà nó dai dẳng nhặc. Còn là người vợ mà không thông cảm, mà không hiểu được công việc căng thẳng của chồng đó, thì là khó lòng đó. Tất cả thời điểm mà trong thời gian chú hoạt động, bởi vì lúc nào cũng như cá nằm trên thớt. Nếu mà một khi mà lộ một cái mà chú bị bắt một cái thì cả gia đình sẽ tiêu tan. Nguyễn Văn Tàu, cụm trưởng H63 đã từng nói: bây giờ nói thì dễ, hồi đó đối mặt với cái chết mà không có lý tưởng thì chết nhát ngay và chạy ra chiêu hồi dạng. Rất nhiều trường hợp dẫn tới thiệt hại rất lớn cho cả cụ. Hàng chục ngàn chiến sĩ anh dũng ngã xuống sau 3 đợt tấn công Tết Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam, cũng như hàng trăm ngàn người bị thương. Thiệt hại là rất lớn. Ngoài sự khốc liệt của bom đạn, còn có sự phản bội của những người đã từng đứng trong hàng ngũ cách mạng. Do đợt 1 chiến dịch Mậu Thân tấn công chưa hiệu quả, chúng ta tiến hành củng cố lực lượng để đánh bồi, đánh tiếp với lần 2, được chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch chiến lược lực lượng. Nhằm khống chế sân bay Tân Sơn Nhất, mấy ngàn quả đạn pháo và hỏa tiễn được quân ta tập kết gần khu vực sân bay, bất chấp những nguy hiểm cận kề khi phải vượt qua các trạm kiểm soát của địch. Ngày 19 tháng 4 năm 1968, Trung tá Tám Hà, tên thật là Trần Văn Đắc, Phó chủ nhiệm chính trị cánh quân phía Bắc đánh vào Sài Gòn, đã ra chiêu hồi địch ngay trước khi chúng ta mở đợt 2 Tết Mậu Thân 1968. Khai hết không còn giấu cái gì nữa. Cả 500 trái TB nó cũng chỉ hết rồi. Cái dẫn bị để quánh thì nó cũng nói là... Một quyết định cân não đối với những người đứng đầu chiến dịch bấy giờ. Nếu lộ như vậy rồi thì hủy bỏ cuộc tấn công lần 2 hay vẫn quyết tâm đánh đến cùng? Sau trí trưởng phòng tình báo, ông nói ở trên đang họp lại tranh luận là đợt một đã hy sinh nhiều như vậy, hai tiếng vô cái thì bị cái sự cố thì quánh nữa hay không, quánh như thế nào, thì đang tranh luận. Tư Cang hãy vô thành gấp để lấy cái bản khai đó. Hay khai thác được thêm một cái tin rất quan trọng là tổng thống Mỹ bối rối và nói rằng nếu để Việt Cộng nó quánh đợt hai thì chỉ còn thương lượng rút quân. Từ thông tin có được về nội bộ lãnh đạo Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, Phạm Xuân Ẩn ra kết luận: đã đánh thì phải đánh cho sập ý chí tụi Mỹ. Họ nói vậy, tôi nói vậy thì hay quá, để tôi chạy về Củ Chi, tôi điện cho kịp thời. Tôi đề nghị các anh, nếu đã chuẩn bị sẵn, chấp nhận hy sinh, quánh thêm một đợt nữa cho nó rối loạn luôn và thực hiện được cái ý Bác Hồ là Mỹ nó cút quỵ nhau. Trưởng phòng tình báo ông nói điện của anh về rất kịp thời và trên này nhất khoát tất cả đưa tay là quánh, quánh lớn. Sự kiện Tết 1968 là một bước ngoặt quan trọng đối với công luận Mỹ. Mọi người đều nhớ Walter Cronkite đưa tin rằng những sự kiện diễn ra tại thực địa cho thấy đã đến lúc phải đàm phán một giải pháp để rút khỏi Việt Nam.
Các tin tức thu thập cùng với những phân tích của Phạm Xuân Ẩn đã được Bộ Chính trị lấy làm căn cứ để đưa ra những quyết định mang tầm chiến lược sống còn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao nhất là chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Một câu hỏi được đặt ra cho ngành tình báo lúc bấy giờ là: khi chúng ta tổng tấn công nổi dậy giải phóng miền Nam, thì liệu Mỹ có đưa quân quay trở lại miền Nam hay không? Có đánh phá lại miền Bắc hay không? Khi mà là chúng ta bao vây và tiến công vào Sài Gòn, thì Mỹ có trở lại hoặc là có phản ứng gì khác không, bằng những cái phương tiện gì? Thì đồng chí Hai Trung vẫn tiếp tục báo cáo và cho biết rằng là Mỹ không tham gia nữa. Đây là một cái tin tức rất có giá trị giúp cho trên Hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Lòng yêu nước quyết định vào lý tưởng, vào ngày toàn thắng của dân tộc. Những chiến sĩ tình báo Giao Liên đã chấp nhận cùng nhau bước chân vào cuộc chiến, để lại đằng sau tình cảm vợ chồng, chia xa con nhỏ. Hành trang mang theo mình đó là niềm tin vào ngày chiến thắng. Đứa này có hy sinh thì còn đứa kia, nếu hy sinh hết thì giờ giao lại cho gia đình hai bên, chứ con gái tôi 3 tháng 10 ngày cô nhờ nuôi dùm rồi. Rồi thành ra mới có cái bài thơ. Em ơi dù xa con bao khô giọng nước mắt, ba ông bà mẹ Việt Nam đang gan bào ruột thắt, nào phải riêng đôi ta như ngưu lam chức nữ, nói nhịp cầu ngân hàng bằng mối tình bao la, nào phải riêng con ta chim non lịa tổ Sự hy sinh của ba của mẹ mình đối với chị em tôi rất là vĩ đại lắm. Nghĩa là hy sinh giữa cái chung với cái riêng, giữa xa cách với lại cái nhiệm vụ cần thiết, thì là tôi thấy là cái sự hy sinh của ba mẹ quá lớn. Tổng kết lưới tình báo Hai Trung thì Tổng cục đã kết luận có 4 cái nhất: hiệu lực nhất, lâu dài nhất, an toàn nhất và kinh tế nhất. Năm 1971, Cụm Tình báo H63 là một trong ít những đơn vị tình báo được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngay trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đến tháng 1 năm 1976, ông Phạm Xuân Ẩn và bà Nguyễn Thị Ba được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong đợt đầu tiên sau khi kết thúc chiến tranh. Ông Nguyễn Văn Thương được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1978. Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, cụm trưởng cụm H63, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006. Ông cũng là cán bộ lãnh đạo trực tiếp của ba tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung được nhà nước trao tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Một câu hỏi luôn được đặt ra: tại sao H63 lại có thể thành công? Vì sao H63 có thể tồn tại đến ngày giải phóng? Và Phạm Xuân Ẩn không hề bị lộ. Tôi rất may mắn khi được gặp 7 hoặc 8 người trong số những con người H63 sau này. Đó là một câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, một câu chuyện về lòng dũng cảm, một câu chuyện về lòng yêu nước. Chúng tôi không thể giành được chiến thắng. Tại sao? Bởi vì người Việt Nam có một lời kêu gọi toàn quốc và với tất cả mọi người trên đường mòn Hồ Chí Minh hay tất cả mọi người làm tình báo, họ tin rằng họ đều chỉ mong muốn một điều,
khiến người Mỹ rời đi. Nghĩa trang nơi mà Phạm Xuân Ẩn được chôn cất, tôi đã đến đó nhiều lần. Tất cả những anh hùng đều ở đó, tất cả những người đã cống hiến cuộc đời mình để cố gắng khiến người Mỹ rời đi. Cái hoạt động tình báo là cực kỳ gian nguy, và để có được những cái chiến công, những thành tích thì đã có tới 27 đồng đội bị hy sinh. Con số nó nói lên là một cái mất mát rất lớn, chúng ta phải trả giá rất lớn, mà không có gì quý hơn chính là tính mạng của đồng chí đồng đội của chúng ta. Cái đó nó càng thể hiện là cái tinh thần đoàn kết vì nghĩa lớn, vì Tổ quốc, vì Đảng, vì dân, vì nền độc lập thống nhất của dân tộc chúng ta. Kháng chiến đã giành đất nước về cho